Chào mừng các bạn đã quay lại với Ship Thầu FX. Tiếp tục công việc nhàm chán ha, chứ là đi săn Europe. Giờ tôi biết mấy ông chán lắm rồi, tại vì giờ dự án nó thay phiên nhau, nó hành mà hành cho ra bã luôn. Nhưng mà những thời điểm như vậy mà nên cày các bạn ha. Những cái lúc hưng phấn là lúc nào? Hưng phấn là cái lúc nổ e, mà hưng phấn là rất dễ bị hứng phân ha. Lúc đó mà đua vô thứ nhất, và rất nhiều ông mới bắt đầu giờ còn làm được hay không kia nhảy vô làm, mức độ cạnh tranh cao và dự án scam đủ kiểu. Những thời điểm chán như vậy thì rất là nhiều dự án nó đang ươm mầm, thì giờ mình sẽ chịu khó cày các bạn nhé. Sắp tới sẽ nổ thôi, yên tâm, đường nào cũng sẽ về Ba Mã. Lúc người ta chán thì mình cố gắng mình làm, ok. Rồi, ở video này sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn Tyco. Hàng Tyco này đã làm rất là nhiều bản thử nghiệm của nó rồi, ví dụ testnet alpha 1, alpha 2 gì đó, alpha 4, alpha 3, giờ ra tới bản alpha 5 ha. Sắp tới không có biết ra beta hay không, tôi không biết. Nếu mà beta 1 hay 4 5 nữa cái chắc bứt kèo luôn. Rồi nó ra tới đâu mình làm tới đó các bạn nha. Thì cách làm cũng tương tự thôi. Giờ tóm tắt sơn cái về kèo Tyco này thì giờ đơn giản, muốn có ga để thao tác trên mạng của nó sẽ sử dụng cây cầu chuyển ga từ mạng thử nghiệm Siberia vào. Tất nhiên mạng thử nghiệm hoàn toàn miễn phí ha, có thể đi vòi được. Rồi sau khi có ga mạng Tyco, mình tiến hành đi swap ở trên những cái sàn dApp của nó, những cái đi app của nó để tăng tương tác thôi. Và nhân tiện ở video này thì mình sẽ chia sẻ thêm cái thằng Zcarry của Bobby Hira ha. Hiện tại nó đang có một cái quest, một cái nhiệm vụ chạy ở trên bảng gì nhỉ, Tyco Alpha 5, thì sẵn tiện làm luôn để nhận điểm ở bên thằng Zcarry ha. Tương tự như vậy, thằng Omnisi hiện tại cũng đang có cái chương trình và mai cái NFT của mạng Tyco Alpha 5. NFT tên là Hello Tyco ha. Rồi sẵn đây múc luôn, thì thứ nhất là được tăng cái TX ở trên thằng Tyco, cái thứ hai biết đâu sau này có airdrop từ những cái dự án liên kết điển hình ở đây là Zcarry hoặc là Omnisi. Rồi còn chung quy thằng Tyco á, thì mỗi khi mình làm á, nó có odds ở trên thằng Galaxy để cho các bạn lem lem odds về lem điểm á, thì tiến hành lem ha. Hiện tại thì mình thấy chưa có cái odds mới nào cả, đa phần những cái odds cũ ngày xưa tham gia lem thôi, đúng không? Thì giờ cứ làm, sau này nếu mà có odds thì lem tiếp các bạn nha. Đấy, tóm tắt kèo nó là vậy. Rồi trước khi vào kèo, nốt thêm cái nữa là những ông mà trước giờ giả sử chưa có làm những bản trước của thằng Tyco có làm được hay không, thì cái này tùy các bạn nha, cứ làm, tại vì Europe có hay không còn một vấn đề. Và cái thứ hai nữa, có Europe thì tiêu chí là gì không biết, nhưng mà thông thường những cái kèo mà nó ra nhiều đợt như vậy á thì mình nghĩ nó sẽ có cái phần thưởng riêng cho từng đợt. Ví dụ ông nào làm càng nhiều thì càng được nhiều thôi ha, thì rảnh rỗi cứ làm các bạn, tập tập ăn hành cho quen ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu. Nếu chưa có ga mạng Tyco thì các bạn sẽ đi vòi. Vòi ở đâu nhỉ? Siberia Faucet đây. Đây là trang vòi ga. Chưa có tài khoản thì chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Gmail thôi, và xong rồi dán địa chỉ ví vô vòi ha. Đây. Send me, ok. Này mình vòi thử thôi, chứ hồi nãy mình mới vòi rồi, tại mình sợ vòi nó chậm về á, về làm video phải đợi nên nó vòi trước rồi. Thì giờ bà minh họa cho người thấy xem thôi ha. Bicycle. Thôi mệt quá, đại khái và gõ captcha sau bấm send me ha, nó sẽ gửi cho mọi người 0.5 về. 0 0.5 ở mạng C3, mình sẽ tiến hành đi cầu nè. Đây là trang cầu của thằng Tyco, cầu và cầu nối ha, chứ không phải là đi cầu các bạn nhé. Rồi nạp vào thôi, ví dụ trên ví có không chấm mấy nha, thì bây giờ tôi nạp thử 0.1 thôi. À, sorry, chuyển ví về chứ, chuyển từ mạng Sebovia ha, mạng nguồn là gì, nguồn là Sebovia, đi vào và vào đâu, vào thằng Tyco nè, L2 nạp bao nhiêu, nạp 0.1 Reese. Nạp bao nhiêu là tùy thích các bạn nha, tùy theo cái số lượng ở trên ví của các bạn. Nạp càng nhiều càng tốt thôi, và càng nhiều lần càng tốt. Anh em lưu ý ha, mình sẽ làm một lượt đi thôi, nhưng mà khi các bạn làm á, thì các bạn cố gắng làm nhiều lần hơn. Tối thiểu khi nạp vào là phải nạp hơn 3 lần ha. Ví dụ trên ví có 0.5 thì mỗi lần nạp vô 0.05 thôi, quốc đại 3 4 lần gì đó. Rồi sau khi nạp vô rồi thì cũng phải rút ra để đi qua cầu, phải qua lại chứ, đúng không? Sẽ rút ra, rút từ sau bấm vô dấu mũi tên nè, chuyển về, chuyển từ mạng Tyco về lại mạng Cebola. Ban đầu giả sử nạp vô là 0.5 thì rút bao nhiêu, rút vào một ít thôi, 0.01 chẳng hạn, đúng không? Mục đích là có thao tác thôi, mục đích là để có cái TX rút vào thôi, còn mình phải chừa ra bên mạng Tyco để mình tiếp tục làm những kèo khác nữa đó, những cái đi app của nó. Rồi thì cái khi bước rút ra cũng thực hiện trên 3 lần các bạn nha. Tiếp đến ở trang cầu nó có cái mục faucet, các bạn sẽ tiến hành đi vòi những cái token để mình làm những bước tiếp theo.
Hiện tại ở bản Alpha 5 này nó chỉ cho voi một token, cái loại token là horse, con ngựa thôi ha. Giờ tiến hành voi. Cho load lại trang các bạn. Voi voi ở trên mạng Sebovia luôn nha, chứ không phải là mạng Tayco nha. Đây. Mai. Sau khi các bạn vòi xong thì các bạn cũng cầu tương tự như vậy. Có nghĩa là hồi nãy cái bước á, bước ban đầu mình cầu là cầu gì? Cầu đồng ETH ở mạng Sebovia đi vào Tayco. Còn sau khi mình mai tiếp cái token này á, thì mình sẽ cũng cầu luôn, cầu đi vô mạng Tayco tiếp. Rồi bây giờ sẽ quay về cái trang Pre nè. Đây, cái tab Pre ha, cầu. Bây giờ sẽ chuyển sang cầu đồng gì? Cái đồng con ngựa này đi. Đấy, được 50 con thì bây giờ tôi thích thì tôi cầu 40 thôi. 40. Đi vào đâu? Vào mạng Tayco. Approve. Múc. Múc. Xong. Trong thời gian mạng lưới xác nhận thì giờ sẵn như vậy để tiết kiệm thời gian thì sẽ nhảy qua bên thằng Omnisi ha. Để mai cái NFT của nó luôn. Hiện tại đang có ga rồi mà. Connect ví. Connect quá vậy. Chuyển về mạng Tayco này. Thằng Omnisi này nó có hỗ trợ mạng Tron nữa các bạn nha. Hôm bữa mình có chia sẻ rồi á. Ông nào mà có săn mạng Ron á, thì múc vô ở trên hàng MDC này. Confirm. Rồi như vậy xong á. Chờ mạng lưới xác nhận. Bây giờ sẽ quay về lại với cái trang cầu ha, để kiểm tra coi giao dịch thực hiện thành công hay chưa. Chuyển ví về mạng Sebovia nè. Đây. Hồi nãy là mình mới approve, thì bây giờ sẽ approve xong rồi. Bây giờ sẽ tiến hành và cầu thôi. Please. Ok. Rồi như vậy mà xong. Đã có ga, đã có token nạp vào ở trên mạng Tayco rồi thì bây giờ sẽ chuyển qua một cái trang đó chính là sàn DEX ha. Tiến hành swap ở trên đây và xong. Giờ này ho quá. Rồi đây là cái trang của sàn DEX các bạn nha, kết nối ví thôi. Thì mình sẽ kết nối ví Meta. Chuyển mạng về ví gì? Chuyển ví về mạng Tayco. Đây connect thì tự động nó chuyển thôi các bạn. Rồi bây giờ tiến hành swap ha. Chọn cái list token, bấm select nè. Đây. Tôi sẽ swap từ cái thằng ETH sang thằng HORSE. Swap bao nhiêu? 0.01 thôi. Swap confirm. Làm càng nhiều lệnh càng tốt các bạn nha, không có nhất thiết mà phải làm lệnh lớn đâu. Các bạn làm lệnh nhỏ thì cố gắng tăng tương tác bằng cách là làm càng nhiều lệnh, càng nhiều TX càng tốt. Rồi tương tự như vậy sẽ swap từ ETH sang cái đồng TTKO 0.01 luôn đi. Swap confirm. Rồi sau khi đã có gì? Đã có cái đồng ETH mà có sẵn rồi, lúc nãy mình cầu vào nè. Cái thứ hai nữa, những cái đồng mà mình mới vừa swap sang á thì bây giờ mình sẽ truy cập vô một pool các bạn nha. Đây. Để thêm thanh khoản thì hiện tại nó có những cặp thanh khoản sau đó là ETH như vậy thằng HORSE hoặc là ETH với TTKO. Thì giờ tùy các bạn muốn chọn đồng nào các bạn chọn, còn không nữa là có đồng đúp ETH đó nè. Bây giờ tôi làm một cái minh họa là chọn đồng HORSE đây, nhập ở dưới bao nhiêu số lượng 10 thôi, để cái mục đích là làm nhiều lệnh đúng không. Rồi bây giờ các bạn sẽ chọn cái gì? Approve, phê duyệt ha. Rồi sau khi mạng lưới xác nhận xong thì mình sẽ chuyển qua bước supply và coi như tạo thêm thanh khoản xong. Tương tự như vậy đối với cặp ETH và TTKO các bạn nha. Thao tác càng nhiều lần càng tốt. Và sẵn đây thì khi các bạn đã thêm thanh khoản vào rồi thì cũng nhớ và gỡ thanh khoản luôn. Gỡ một phần nhỏ, mục đích là gì? Để cho đủ cái thao tác ha. Đã thêm thì phải bớt, nó là vậy. Rồi sẵn ở đây tôi phải làm để tôi supply luôn rồi tôi sẽ đi gỡ thanh khoản luôn mọi người tham khảo. Lâu nhỉ. Nay ra tới bản Alpha 5 rồi mà còn giao dịch còn lâu như vậy thấy chắc sẽ có bản beta. Rồi trong thời gian chờ đợi chuyển qua thằng Zachary các bạn nha. Nói sơ về Zachary này một cái.
Zachary này thì hiện tại nó có một cái nhiệm vụ và các bạn có thể đúc một NFT bất kỳ, ví dụ như NFT đang những NFT đang mở rồi các bạn ha, ví dụ như thằng OBBNB cũng được, hoặc là thằng Nabox ở trên mạng BC ha. Sau khi bạn đúc một NFT xong, các bạn sẽ chuyển NFT này đi vào mạng Tyco và coi như các bạn hoàn thành nhiệm vụ và đi lên cái OS ở trên thằng Galaxy. Đâu cái OS của thằng Galaxy đâu rồi? Ở đây các bạn, cái trang OS của nó, các bạn cái trang start này ha. Mình sẽ đặt cái link ở trong phần mô tả cho mọi người luôn, cho các bạn khỏi phải tìm. Đây. Đây, nhiệm vụ Tyco này ha, Alpha 5. Thì chỉ cần làm nhiệm vụ xã hội like retweet thì thôi, còn đối với nhiệm vụ Tyco Alpha 5 của thằng Zcary á, và chỉ cần đi cầu cầu một cái NFT từ cái mạng bất kỳ nào đó đi vô mạng Alpha 5 là coi như xong. Và thời gian chụp nhanh của nó là mỗi ngày các bạn nha, như hôm nay nó chụp rồi nè, vào thời điểm nào, vào ngày vào lúc 11 giờ 57 phút ha, ngày 26 tháng 8, 26 tháng 9, thì hôm nay mình làm, ngày mai mình sẽ vô mình làm được cái app này các bạn nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ đúc thử, chuyển thử một cái NFT thông qua Zachary ha. Ví dụ thằng Nabox này đi, VAM VAM ở mạng Binance Smart Chain sẽ tốn một cái lượng phí gas của mạng BNB, đây 0.04 đô thôi, confirm. Chờ thôi bạn, chờ bạn mới xác nhận ha. Còn bạn nào mà có sẵn NFT rồi khỏi đúc cũng được các bạn. Không, mình chỉ cần bấm vô, mình vô cái mục Zcary á, bước đây Zcary này, rồi tiến hành cầu thôi. Mạng nguồn là mạng gì? Mạng BNB. Còn giả sử các bạn có ở trên mạng khác thì các bạn cứ ví dụ Polygon sang vẫn được, không sao hết nha. Confirm. Next. Chọn mạng đến là mạng nào? Mạng Tyco. Ồ, vậy NFT Nabox này nó không có cho vào mạng Tyco các bạn. Sorry ha, sorry. Đây vậy các bạn sẽ truy cập vô cái mục ZKNFT nè. Nếu mà hàng nếu trường hợp bạn không có NFT nào của thằng Zcary á, thì sẽ may cái NFT OBBNB, NFT này và cầu qua được nè ha. Còn những bạn mà theo kèo trước giờ thì NFT cả rừng ở trên đây rồi, thì các bạn có thể truy cập qua vô cái mục ZKNFT, các bạn chọn Polygon chẳng hạn, hoặc là bạn nào đó tùy ý ha. Sau đó bạn bấm import NFT thì tự động những cái NFT mà của Zachary á, ở trên ví mạng Polygon của bạn nó sẽ hiện ra thôi. Thì các bạn chọn một cái NFT bất kỳ, bấm confirm ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển về cái mạng mạng Tyco nè, kéo xuống đây ha, thấy mạng Tyco rồi, bấm next approve, chuyển qua thôi là xong. 1 đô 7 ở này không phải đó các bạn. Đâu đó tầm cỡ không chấm mấy không mấy đô thôi, tại lý do là cái ví Meta nó load chưa kịp á, đang ở mạng Polygon ha, nhưng mà cái số tiền của nó về nó tính đơn vị theo BNB nên nhiều khi thấy nó nhiều về, chứ thật ra là có 0.0 mấy đô thôi. Rồi transfer confirm, rồi chờ giao dịch nó xác nhận xong thôi, và coi như các bạn hoàn thành cái nhiệm vụ trên thằng Zcary Tyco ha. Rồi bây giờ tôi quay lại cái trang thêm thanh khoản lúc nãy này, chuyển ví về mạng Tyco. Confirm. Rồi thêm thanh khoản supply. Thêm càng nhiều càng tốt các bạn nha. Rồi bây giờ đã có thanh khoản rồi thì mình sẽ tiến hành làm gì? Có thể là thêm nữa hoặc là tháo ra. Giờ phải chờ mạng lưới nó xác nhận nữa này. Đây, 10 supply. Confirm. Bản alpha rồi, alpha 5 rồi mà còn quá chậm các bạn. Giờ thấy thằng nào cũng đua ra, đua nhau theo layer 2 ha. Bây giờ là thấy mấy cái layer không chống chống không nổi về ETH đúng không? Nên giờ phải đi theo ETH phát triển layer 2.
Rồi công việc giờ là chờ thôi, chờ cho cái giao dịch này nó xong thôi, chứ giờ muốn nhanh cũng không thể nhanh được. Đây các bạn, ở bên ZKR nãy mình vào mà xong rồi ha, đã báo thành công rồi nè. Chuyển từ Bobigan đi vô hàng Tyco rồi. Thì đợi ngày mai tiến hành lem cái ốp nó thôi. Còn những cái phần lem ốp ở phía trước trước này mà ngày xưa tôi xe rồi, nó không kèo cũ rồi, bây giờ không làm được nữa. Giờ chỉ có cái ốp mới này thôi. Đối với ZKR ha. Còn về Tyco các bạn, Tyco thì cứ làm điều khi nào mà nó kết thúc thì thôi, hoặc là khi nào nó ra bản Alpha 6 hoặc là bản Beta 1 gì đó thì mình sẽ làm video cập nhật tiếp. Còn hiện tại các bạn cứ làm bình thường, thỉnh thoảng rảnh thì vô cày 1 2 ngày gì đó, quay lại cày, có thể là sử dụng cầu sau đó đi swap ha. Và sắp tới mình sẽ update nguyên cái list danh sách những cái DApp mà hỗ trợ mạng Tyco cho mọi người muốn tăng cái tương tác. Rồi đã thêm thanh khoản rồi, bây giờ sẽ vô đây thấy cái thanh khoản nè, ngay một bull của mình nè. Thì tại đây các bạn có thể là bấm thêm nữa đúng không, hoặc là bấm remove để gỡ bớt. Giờ tôi sẽ remove đi, ví dụ remove 20 21% gì nữa thôi. Approve xin, sau đó remove confirm xong rồi. Như vậy là xong kèo các bạn nha. Chủ yếu anh em xào đi xào lại nhiều lần mà xong thôi. Còn riêng á, cái thằng ZKR á và thằng Omnisi này, và hai này là riêng các bạn nha, chứ không có nghĩa là nó có hỗ trợ trên cái mạng ZKSync, sorry trên cái mạng Tyco thì mình làm thêm thôi đấy. Còn đối với thằng ZKR này, cái nhiệm vụ mà đi lem ốp á nó sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 10. Giả sử ông nào mà sau ngày 5 tháng 10 mới xem video á thì có thể bỏ qua bước này vẫn được, không thành vấn đề ha các bạn nha. Để làm nhiều thì tốt thôi, còn giả sử bỏ bớt bước nào thì mình sẽ bù bằng bước khác, bù bằng bước khác ở trong tương lai. Ví dụ sắp tới có những cái DApp nào khác hỗ trợ mình sẽ cập nhật tiếp cho mọi người đấy. Tương tự thằng Omnisi này không biết nó tới chừng nào, nó không có để ngày tháng này. Rồi như vậy là xong. Trong quá trình thao tác còn vấn đề gì nữa thì các bạn để lại comment. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại.